Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý là tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành đường sắt khoảng 240.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13% toàn ngành giao thông. Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 về vận tải, ngành đường sắt sẽ hoàn thành cải tạo nâng cấp để khai thác hiệu quả 7 tuyến đường sắt hiện có, quy hoạch thêm 9 tuyến đường sắt mới với tổng chiều dài là 2.362 km. Về nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đang tham mưu Chính phủ và các bộ ngành bố trí cho đường sắt khoảng 240.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2030. Số tiền còn lại sẽ bố trí sang các giai đoạn tiếp theo đến khi hoàn chỉnh hệ thống đường sắt. Liên quan đến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải xác định từ nay đến năm 2030 sẽ triển khai hai đoạn ưu tiên là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực tham mưu Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ này để nhiệm kỳ tới tập trung lập dự án giải phóng mặt bằng và khởi công một số gói thầu trong năm 2028-2029.